trận đấu giữa hai câu lạc bộ đang xếp ở các vị trí thứ 5 và thứ 9 trên bảng xếp hạng sau 12 vòng đấu đã trôi qua. Thời tiết là tương đối nóng nực và mặt sân Vinh theo ghi nhận của chúng tôi trong những ngày gần đây cũng là không. Lê Văn Sơn. Vẫn đang là cầu thủ áo trắng. Đây là một cơ hội dành cho Văn Toàn. Văn Toàn vừa ngã. Không có quả đá phạt 10m. Một tiếng đột phá của cầu thủ xuất sắc nhất tháng 5. Đây là gương mặt của huấn luyện viên Lý Tư Hùng khi chứng kiến đội nhà không được trọng tài Hoàng Tấn cho hưởng một quả đá phạt 10m. Đó là một tình huống mà trọng tài chính điều khiển chỗ này đã đứng rất gần và có một góc quan sát thuận lợi. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống quay chậm. Đúng là không thể thổi phạt 11m. Quyết định chính xác của trọng tài Hoàng Anh Tuấn. Khả năng ghi bàn theo những tuyên bố của huấn luyện Đức Thắng. Không ghi bàn thì Sông Lam Nghệ An khá nguy hiểm. Đây là Cao Xuân Thắng xoay sở và dứt điểm. Và đá bóng bắn dành cho Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng đầu tiên trong trận đấu ngày nay và nó thuộc về Hồ Tuấn Tài. Cần phải nói đến tình huống di chuyển thông minh, xử lý bóng hợp lý trước đó của Cao Xuân Thắng. Công việc còn lại của Hồ Tuấn Tài là rất dễ dàng. Đã có bàn thắng trên sân Vinh. Đó là bàn thắng thuộc về đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Một pha di chuyển thông minh của Cao Xuân Thắng và Hồ Tuấn Tài là người được hưởng lợi. Sông Lam Nghệ An tiếp tục dẫn trước Hoàng Anh Gia Lai trên sân Vinh, sân đấu mà Hoàng Anh Gia Lai luôn có thành tích đối đầu không tốt tại đây. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp có thể nói là ăn ý nhất của cầu thủ Sông Lam Nghệ An kể từ đầu trận. Olaha, Cao Xuân Thắng và cuối cùng là Hồ Tuấn Tài. Đó là bàn thắng thứ 11 của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay. Sau rất nhiều những áp lực thì đây là tình huống mà cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã phối hợp với nhau rất tốt. Tỷ số là 1-0. Mười lăm phút thi đấu của bài đã trôi qua. Tỷ số trên sân Vinh đang là 1-0 nghiêng về Sông Lam Nghệ An với bàn thắng của Hồ Tuấn Tài. Và xử lý rất hay của Ngọc Toàn. Quả người rất hay. Đây là Cao Xuân Thắng. Cao Xuân Thắng. Ola! Hãy xem cái cách mà Ola đã bỏ lỡ cơ hội. Nhiều cổ động viên của Sông Lam Nghệ An không thể tin được là cầu thủ được chờ đợi nhất trên hàng công của họ lại có thể dứt điểm ra ngoài. Đó là một pha triển khai tốt của cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Từ pha đột phá của Ngọc Toàn ở khung giữa sân cho tới tình huống xử lý bình tĩnh của Cao Xuân Thắng. Nhưng Olaha thì lại đệm bóng ra bên ngoài khung thành của Vigor Siesma. Chưa có bàn thắng thứ hai dành cho Sông Lam Nghệ An. Quá đáng tiếc cho cơ hội bị bỏ lỡ vừa rồi. Pha phối hợp không thành công giữa Văn Toàn và Lê Văn Sơn. Olaha sải chân rất dài và đó là đường chuyền tốt. Pha cơ hội dành cho mé mặt dành cho Tuấn Tài. Tuấn Tài quá đơn giản và bụng về. Nhịp đẩy bóng đầu tiên đã khiến cho anh ở vào thế bất lợi. Bóng đã trôi ra xa và không có được một tư thế tốt nhất. Quả tạt của Xuân Mạnh khá nguy hiểm và đây là cơ hội dứt điểm. Thắng lợi toàn diện của Sông Lam Nghệ An. Lần thứ 3 Vigor Siesma phải vào lưới nhặt bóng. Một trận thua không có gì phải bàn của anh Gia Lai cả. Yếu ớt trong phòng ngự và bế tắc trong tấn công. Còn Sông Lam Nghệ An 3 bàn thắng để giải tỏa cơn khát về những thắng lợi kéo dài 6 vòng đấu liên tiếp gần đây. Những nỗ lực cá nhân của Văn Toàn là không đủ đối với anh Gia Lai. Ông Lee Tae-hoon cũng đã có những sự thay đổi người.
nhưng nó không để lại một chút hiệu quả nào. Còn đây là cái cách mà Olaha đã làm động tác giả vượt qua hậu vệ của Oanh Gia Lai một cách đơn giản. Sông Lam Nghệ An có thắng lợi thứ 5 trong mùa giải năm nay, tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, chấm dứt chuỗi 6 vòng đấu liên tiếp chỉ biết đến hòa và thua.